Trời ơi, con ơi, nhà cửa thế này hả? Trời ơi là trời, mẹ vào Sài Gòn với chị Lan cũng 3 ngày thôi mà các con để nhà cửa thế này hả? Dạ. Ui. Không, có hôm qua thôi ạ, chứ còn mọi hôm con ở nhà. Đức Anh. Mẹ về bao giờ đấy? Việc trong kia chưa giải quyết ngày 1 ngày 2 được. Thế mẹ lại ra, chưa ở trong đấy, sốt ruột việc nhà cửa. Ý như rằng. Con úp mì ăn đấy à? Vâng. Cả đêm qua chạy deadline. Ôi, vừa mệt vừa đói. Tức là đêm qua con ở công ty không về à? Vâng, mẹ tưởng con đi chơi đêm đúng không? Thế mà vợ con nó bảo còn với cái thế này thằng Đức Anh đâu? Anh ấy đi làm từ sáng rồi mẹ. Đấy, chồng đi làm từ sáng mà vẫn còn ngủ. Không nỡ dậy mà nấu cho nó cái bữa sáng hả con? Trời ơi, không ăn sáng thì cả ngày đi làm chết đói. Này con hay đi về đêm xong rồi sáng đi sớm. Chắc Hân không biết. Chồng đi cả đêm không về, vợ ngủ không biết gì à? Biết chứ. Sao bây giờ này? Chồng con đi làm đói khát cả đêm, về đang tự úp mì ăn đây này. Làm gì đâu con đùa, làm gì mà đói khát đâu. Vâng ạ, anh đùa đấy ạ. Chứ sáng anh đi làm con còn dậy mở cửa mà. Hay là đêm qua con đi đâu, con làm gì để đến nỗi đêm chồng con có về không con cũng không biết. Dạ. Mẹ đi vắng có vài ngày mà nhà cửa đã như thế này. Chưa kể đến cái chuyện mang cái xích từ đời nào ra khóa cổng. Sáng nay mẹ phải treo cổng vào đấy. Đức Anh, con bật camera lên xem tối qua vợ con mấy giờ mới về. Cái xích sắt ngoài cửa là con đấy ạ. Vợ con nói là sáng nay mở cổng cho con đi làm. Con đừng có bênh vợ con nữa. Các con còn sống chung với bố mẹ mà thế này. Thế này thì làm sao mà ở riêng được? Ở riêng ai quản? Cứ như thế này á, mẹ không đồng ý cho ở riêng đâu. Dạ. Con biết. Con biết là mẹ không hề vui về việc vợ chồng con muốn ra ở riêng. Mẹ cũng luôn tìm mọi lý do để không hài lòng về việc đó. Nhưng mà con xin mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng gây khó dễ cho vợ chồng con vào những phút cuối như thế này cũng được không ạ? Đi lên phòng. Con lên dọn phòng tiếp đấy ạ. Thưa Hành ơi, con chiều vợ con thế này thì hỏng hết gia đình thôi con ơi. Vợ con tính cũng hơi trẻ con, có gì để từ từ con bảo. Trẻ con đến bao giờ nữa?